Chào các bạn, đây là video tự học TOEFL. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ học cách sử dụng của another, author, authors, plus, noun. Ok, đối với điểm chung thì chúng ta nhìn thấy là nó đều là danh từ đếm được, nhưng cách sử dụng nó hơi khác một chút. Đối với another thì sao? Thì nó cộng với danh từ số ít, author thì nó cộng với danh từ số nhiều, có nghĩa là danh từ đó thêm s hoặc là es. Đối với authors thì nó là danh từ số ít. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để nhớ được cái này. Đây, đối với an author thì các bạn nhìn nhá. Nếu mà mình tách ra này thì các bạn nhìn thấy an cộng với author rồi cộng với noun. Vậy các bạn nhìn thấy an thì sau an thì nó phải là danh từ số ít, được không các bạn? Các bạn cứ nhớ cho mình là an author thì bằng author, rồi sau đó thì sau an thì nó phải là danh từ số ít. Đó, cách nhớ như thế. Đối với author thì phải thêm s hoặc es. Còn authors có s rồi, đây có s rồi nên đằng sau danh từ thì nó không cần s nữa. Các bạn nhớ cho mình. Một cái là danh từ có thêm s thì author không có s. Một cái là author có s thì danh từ không có s, có nghĩa là danh từ số ít. Ok, bây giờ chúng ta áp dụng những kiến thức này làm bài tập. Đối với câu 36 thì chúng ta nhìn thấy là author thì chúng ta gạch nhá, author thì an author sau an nó phải là một danh từ số ít, nhưng ở đây thì chúng ta nhìn thấy ship thì nó là danh từ số nhiều, vậy phương án C sai. Tiếp câu 22, ở đây chúng ta nhìn thấy là an author thì chúng ta nhìn thấy là country chúng ta thấy không có s, được chưa nhỉ, thì nó vẫn là số ít, vậy phương án D đúng. Tiếp theo phương án này sai đâu thì nó là sai đúng này, tại vì sau to be thì nó phải là verb ing hoặc là verb ed, thì trong trường hợp này nó là verb ed, tại vì sau verb này nó là một giới từ nên phải là verb ed. Ok, tiếp câu 23, chúng ta nhìn author chúng ta áp dụng theo nha, author thì cộng với noun có s hoặc là es. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy có s, vậy phương án D đúng. Trong trường hợp này thì sai ở đâu nhỉ? Thì sai phương án C, tại vì sau cái giới từ nó phải là verb ing thì không phải là verb ed. Sai. Câu 19. Author. Rồi, author này cộng với nào có s và es, vậy cái này B đúng. Câu này sai ở đâu? Nó là sai ở C. Tại vì sao? Ở đây là danh từ số nhiều mà lại sử dụng tính từ sở hữu là her, vậy là sai. Đây danh từ số nhiều, vậy sở hữu nó phải là their. Đúng chưa? Their. Ok. Tiếp. Câu này lại author này thì nó phải là danh từ số ít, có nghĩa là nó không chia es hoặc là s. Ở đây nó lại chia s, vậy phương án này sai. Đó, các bạn cứ áp dụng công thức là phương án này thì sao, thì các bạn nhìn nhá, thì đây là gì nhỉ, thì đây là author thì sau authors thì nó là danh từ số ít, nhưng mà đây animal thì nó lại chia số nhiều, vậy phương án D sai. Ok, sau video này các bạn cần nhớ cái gì? Thứ nhất là nhớ cho mình toàn bộ những cái này, là các bạn làm được toàn bộ những cái câu liên quan đến author, an author và authors cộng với noun. Còn có thể là ba cái này nó làm đại từ thì nó đứng, có thể đứng ở tân ngữ nó là object ấy. Thì các bạn rất đơn giản thôi, cái đó thì nó bình thường, như là hầu như những cái câu đó liên quan đến cái đó thì nó không thi ở trong cái phần là tìm lỗi sai, vì thế nên mình không liệt kê vào đây, mình chỉ liệt kê là cách sử dụng với cộng với noun thôi. Xin chào các bạn.